quả chùm ngây có tác dụng gì. Thời gian gần đây, cây chùm ngây được người người, nhà nhà tìm mua rộng rãi bởi những lợi ích tuyệt vời mà báo đài đưa tin rất nhiều. Ai cũng biết loại thảo dược này có thể dùng đa số các bộ phận để làm thuốc, song câu hỏi đặt ra là liệu quả chùm ngây có tác dụng gì không? Cùng theo dõi bài viết để biết lời giải đáp dưới đây. Trên thế giới, đặc biệt ở châu Phi và Ấn Độ, cây chùm ngây được biết đến như một loại thần dược trị bách bệnh, không những có khả năng hỗ trợ bệnh hiểm nghèo, vô phương cứu chữa như ung thư, mà thành phần các hoạt chất, vitamin tự nhiên dồi dào có trong chùm ngây rất có ích cho sức khỏe nữa. Dù biết là thảo dược quý thì thường tận dụng được mọi bộ phận, song với hạt trong quả chùm ngây thì nhiều người vẫn thường e ngại khi sử dụng, bởi trong những cách chế biến thì báo đài thường đưa tin hoạt chất quý có chủ yếu trong lá và thân là dồi dào nhất. Tuy nhiên, hạt trong quả chùm ngây cũng có rất nhiều công dụng tuyệt vời, những tác dụng đó được liệt kê trong phần dưới đây. Tác dụng của hạt trong quả chùm ngây với sức khỏe. Đầu tiên, tác dụng của cây chùm ngây chống oxy hóa của hạt chùm ngây với cơ thể người là điều rất rõ ràng. Người bệnh có thể dùng kết hợp hạt trong quả chùm ngây cùng với các bộ phận khác sẽ giúp bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến sức khỏe tim mạch một cách hữu hiệu. Hạt trong quả chùm ngây được bào chế dưới dạng bột dành cho bệnh nhân bị ung thư rất hiệu quả, nhất là đối với bệnh nhân đang trong giai đoạn đầu của quá trình điều trị. Uống đều đặn nước pha với bột chùm ngây mỗi ngày sẽ giúp hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển, trị bệnh tiểu đường, máu nhiễm mỡ cực kỳ hiệu quả. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy rất nhiều kẽm trong hạt của quả chùm ngây, mà kẽm lại là hóa chất vô cùng quan trọng trong việc sản xuất hormone insulin trong cơ thể người. Khi lượng hormone này ở trạng thái ổn định, lượng đường trong cơ thể sẽ được kiểm soát, từ đó giúp giảm tối đa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, máu nhiễm mỡ nguy hiểm. Tác dụng của quả chùm ngây với làn da. Với các tín đồ ưa chuộng các liệu pháp làm đẹp từ thảo dược thiên nhiên, chắc chắn không thể bỏ qua hạt có trong quả chùm ngây. Hàm lượng vitamin A dồi dào và trong cơ thể giúp sản sinh thêm nhiều collagen và tăng độ đàn hồi, săn chắc cũng như ngăn ngừa lão hóa da cho phái nữ cực kỳ hiệu quả. Một lượng dầu không nhỏ có trong hạt của loại quả này chiết xuất ra có thể sử dụng như một loại tôn dưỡng ẩm hoàn toàn tự nhiên, có tác dụng giúp làn da của phái nữ thêm độ căng bóng và trắng hồng nếu sử dụng kiên trì, đều đặn trong thời gian nhất định. Một số người có cơ địa hợp với loại hạt này còn có thể trị mụn, trị sẹo, thâm với dầu hạt chùm ngây hiệu quả. Trên đây là một số tác dụng hữu hiệu mà hạt có trong quả chùm ngây mang lại cho chúng ta. Độc giả nên lưu lại để áp dụng khi cần hoặc chia sẻ rộng rãi cho người thân, bạn bè cùng biết.